Chào cả nhà trở lại. Tư tưởng hành vi người ác người thiện như thế nào? Một vài người vào trang web của em tra lá số cô Phương Hằng. Em cũng tò mò mở ra xem. Cũng khá giống nhưng chắc rằng không phải là ngày sinh cô ấy. Có lẽ họ lấy thông tin trên Google. Không bàn về bát tự của cô Phương Hằng, một người tâm hướng thiện quan sát cô qua ánh mắt, hành động, lời nói, hẳn nhận ra đây là người đang sân giận. Bao việc thiện cô ấy làm rất đáng trân trọng, nhưng khẩu khí hiện tại là của người sân giận, không khiêm cung. Những vị không thể kiềm chế được cơn giận, 2 năm tới là đỉnh điểm của vận hỏa, lòng sân giận chiêu cảm tai họa. Có người hỏi em, thầy cảm nhận thế nào về sư Minh Tuệ? Dạ, em chưa gặp sư, nhưng thông qua 3 nghiệp thân miệng ý, đích thị là bậc chân tu. Trong pháp tu lục độ hạnh Bồ Tát, phàm nhân chúng ta khó tu nhất chính là pháp nhẫn nhục. Sự hạ mình cung kính tất thảy người sư đã gặp chính là pháp nhẫn. Trong pháp nhẫn có 3 pháp, nhẫn với người, nhẫn với tự nhiên, nhẫn trên đường tu học tìm thầy lành bạn tốt. Sư đã biên dung cả 3 pháp nhẫn ấy. 1 là nhẫn với người giúp mình, nhẫn với người giúp mình, nhẫn với người tổn hại mình. Ai cũng là Bồ Tát. Người tốt với mình giúp mình thì ghi ân, người tổn mình giúp mình thành tựu trên đường đạo. 2 là nhẫn với tự nhiên. Nắng mưa nóng lạnh, đói khát kham khổ. Trong 100 triệu người có mấy ai ngày ăn một bữa, tối ngủ trong hang, dám ngủ tại nghĩa trang. Chắc hẳn sư Minh Tuệ phải được thiên thần hộ pháp, chư Phật gia hộ, vì những nơi ấy đầy tư trường nhiễu loạn của vong linh. 3 là pháp nhẫn trên đường tu học tìm thầy lành bạn tốt. Sư đã trải qua bao khổ hạnh, bị bao hiểu nhầm trên bước đường khất thực. Cái họa lớn nhất là bao nhiêu người quấy nhiễu trên đường tu. Chính những người ấy, những người đi theo quấy nhiễu là chướng ngại lớn, không phải những vong linh, những nơi sư đã ngủ lại qua đêm. Người ngày nay bị mắng một lời, mắng trả lại 10 lời, không thể nào nhẫn nhục. Muốn thực hành pháp nhẫn trong lục độ hạnh, phải vượt qua 2 tầng lầu phía dưới. Chính là bố thí và trì giới. Người biết cho đi lòng cảm thông, sự sân giận là nội thí. Người biết giữ giới giữ đạo, ăn nói không tổn người, giữ tâm mình thanh tịnh, chính là trì giới bên trong. Vì vậy, hành vi người thiện người ác thông qua thân khẩu ý, thông qua lục độ hạnh Bồ Tát. Ta lấy hành vi người sân giận để tự nhắc nhở mình đừng rơi vào mê lầm. Ta lấy hành vi người thiện để nhắc nhở mình khéo tu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị thầy giác ngộ đã cách ta 3.000 năm. Thời nay có sư Minh Tuệ, sư Giác Khang, thầy Pháp Hòa, thầy Thích Thanh Từ và cố lão hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không là những vị thầy hiện hữu, giáo hóa và chỉ dạy chúng ta, dù qua thân giáo hay khẩu giáo. Tuy nhiên, chỉ có người trải qua pháp vị nhẫn mới cảm thọ được sự an vui tự tại khi xả bỏ được chấp ngã, an lạc tự tại. Tấm gương người tu hành. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Ta học ở người thầy không chỉ học phương pháp, học cả hành vi của vị ấy. Dù là người thầy ở trường, trong gia đình, ngoài xã hội, vị thầy nào có hành vi chuẩn mực là người thầy đáng kính. Giả dụ nếu chư vị có yêu mến sư Minh Tuệ, đừng yêu mến suông. Học ở sư sự nhẫn nhục trong đời sống cá nhân, hạ mình cung kính với người, ngôn từ mộc mạc chân thành, ít muốn biết đủ, thần khí an hòa. Quá nhiều điều thiện lành ở sư Minh Tuệ chúng ta có thể học được. Thật ra những pháp tu của sư Minh Tuệ đang hành không ngoài giáo lý của Đức Phật. Từ ngũ giới, thập thiện, lục độ hạnh, chẳng qua có người làm được và có người chưa. Có những người làm được nhưng không công khai. Sư đã bị lôi kéo vào sự nổi tiếng bất đắc dĩ, càng thị phạm rõ cho chúng ta thấy pháp tu đáng học hỏi và đáng ghi nhận, là tấm gương cho mọi người tu thiện noi theo. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Nếu một người học đức hạnh cao đẹp của sư Minh Tuệ áp dụng vào đời sống, từ pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, đó chính là người thiện, là tấm gương cho bao người noi theo.
hành vi thế phạm, mọi hành vi của chúng ta phản ánh chân thật trong tâm của chính mình. Hay nói, tâm có Phật, nhìn ai cũng là Phật. Tâm thiện lương, nhìn ai cũng là Bồ Tát. Chư vị khi soi gương, chính bản thân mình là người thầy bên trong tâm thức. Bên ngoài, những vị thầy đáng kính, những người nói lời thô ác là những người thầy bên ngoài. Tất thảy họ đều là Bồ Tát thị hiện, giúp ta tu học trên đường Bồ Đề Đạo, vì ta đang ở cõi phàm thánh đồng cư độ. Một ngọn lửa sân đốt rừng công đức. Vì sao bạn tạo khẩu nghiệp? Chính là bạn thấy lỗi của người. Chất chứa lỗi người ở trong tâm mình, từ tâm phát ra khẩu và thân. Người thời nay tâm loạn dễ tạo khẩu nghiệp, gây oán tiêu hao công đức. Người tâm dễ loạn dễ bị lôi kéo lên sàn diễn, diễn những vở diễn của người. Khi màn sân khấu khép lại, quay về vai diễn của chính mình, tâm tư phiền não không còn là chính mình. Nếu chư vị đang đau khổ, hãy tự hỏi cái khổ này ai phú cho ta? Ai đeo cái khổ này vào mình? Vì sao ta không bán đi mà mãi than rằng mình khổ? Nếu có sân giận, hãy học pháp nhẫn trong lục độ hạnh Bồ Tát. Để bán cơn giận đi, dù nó là cơn giận rất nhỏ. Trước khi bán cơn giận đi, hãy học pháp bố thí và trì giới. Bố thí cảm thông, lòng độ lượng, trì giới là giữ đạo làm người. Đạo làm người là việc gì lợi người sẽ lợi mình. Không tập hạ đi chấp ngã, bỏ đi cơn giận, nó sẽ thiêu đốt rừng công đức của chư vị. Có thể từ một hành động, từ một lời nói cao ngạo, nó sẽ đốt hết bao công đức, phước đức tích tụ mấy mươi năm. Phước đức tích không khó, nhưng công đức tích thật không dễ. Nhưng mất đi rất dễ dàng vì sự sân giận. Hãy tưởng tượng một người làm việc vất vả cả đời, vất vả nhiều năm dành dụm ít tiền, mong rằng có ít của để dành cho gia đình. Một hôm nhiều bạn xấu đến rủ rê, tiêu hao hoang phí. Trong một buổi có thể tiêu sạch số tiền đã tích góp trong nhiều năm. Một cây to làm ra triệu que diêm, nhưng một que diêm có thể thiêu rụi cả một khu rừng. Công đức của chúng ta cũng như thế, có thể thiêu sạch trong một chốc lát vì cống cao ngã mạn, vì tham đắm sắc dục và ái dục. Pháp tu lục độ hạnh Bồ Tát giúp người tích công bồi đức không thể nghĩ bàn. Đoạn pháp thân huệ mạng. Người tạo khẩu nghiệp vì mãi thấy lỗi của người, không thấy lỗi mình, chất chứa quá nhiều lỗi, chất chứa quá nhiều chủng tử bất thiện của người ở trong tâm mình rồi tạo khẩu nghiệp. Lục tổ Huệ Năng nói, người chân thật tu hành sẽ không thấy lỗi người, còn thấy lỗi người là còn tạo ác nghiệp. Chủ ý mắng chửi một ai đó là tạo oán, tạo một ác nghiệp, nhưng phỉ báng pháp tu của người là tạo ngàn ác nghiệp, tội đọa địa ngục. Khi ấy cố tình đoạn pháp thân huệ mạng của người. Đối với người tu hành chân chánh, thân mạng này là quán trọ của thần thức, cũng như cái nhà là quán trọ của thân. Ví như sư Minh Tuệ, không màng nơi ấy ra sao, có được nơi trọ là tự an. Dù hang động hay nghĩa trang, sư nương vào nơi ấy để nhiếp tâm tu hành. Chính vì thế, người tu hành chân chánh xem thân tứ đại là quán trọ, mượn thân giả để tu thật, để tìm tự tánh. Thân mạng này là tạm, pháp thân huệ mạng là chân như bổn tánh, là cái tánh vốn không sanh không diệt, nương vào tánh ấy ta tìm lại chân tâm. Vì thế người trí sẽ không phỉ báng pháp tu của người, càng không phỉ báng người tu hành chân chánh. Sám hối quay đầu. Chúng ta nếu trong quá khứ có bất kỳ lỗi lầm gì với cha mẹ, chỉ cần chắp tay chịu quỳ xuống xin lỗi, cha mẹ luôn mở rộng vòng tay đón con cái trở về. Hay là ông trời không xuống tay với người biết sám hối. Phật Pháp có câu, nếu bạn chấp nhận quỳ xuống sám hối, mọi tội nghiệp trong quá khứ sẽ được tiêu trừ. Có nhiều vị gặp khổ nạn đến xin khải toàn tham vấn. Người gặp khổ nạn không ngoài nghiệp chướng đã tạo,
ma chướng ngăn ngại, oán gia trái chủ vây quanh. Khải toàn khuyến thiện, hành hai pháp môn, một là sám hối, hai là khấn nguyện. Khi chư vị chịu quỳ xuống chắp tay đảnh lễ với chư Phật Bồ Tát: Này, con xin thành tâm sám hối, từ bao đời đến nay con đã vô tình hay cố ý gây tổn hại đến chúng sinh, những oán gia trái chủ. Này, con xin thành tâm tất thảy chư vị rộng tình bỏ qua, mong chư vị bỏ qua những oán giận cũ, mong chư vị tìm đường về cõi lành, không còn theo con trong vòng luân hồi nữa. Con phát nguyện tu ba nghiệp lành, phát tâm làm lành hồi hướng đến chư vị. Phật Bồ Tát không chỉ là hình tướng bằng tranh bằng tượng, Phật Bồ Tát có cả khắp hư không pháp giới. Chỉ cần chư vị nhất tâm sám hối, năng lượng từ tâm ý lành sẽ kết nối với chư Phật Bồ Tát, nương tựa vào các ngài, lìa ác tu thiện, quay đầu nương pháp lành. Phật pháp có thể hại người. Tu theo Phật nhưng vẫn còn tham sân giận, phỉ báng người, có thể chưa đủ công phu, hay là tu theo tà pháp, chọn sai pháp môn. Sư Minh Tuệ tu hạnh Đầu Đà, một pháp môn kham nhẫn về thân tâm, đa phần không phù hợp với người căn cơ ngày nay, không phù hợp cả về thể chất người đương thời, nên mới nói trong hàng trăm triệu người mới có một người như Sư Minh Tuệ. Phật pháp giúp người khai ngộ, lìa khổ được vui, nhưng có thể hại người nếu chọn sai pháp môn, sai vị thầy. Nên nói Phật pháp có thể hại người. Khi còn trẻ, bản thân Khải Toàn cũng nghĩ Phật pháp là mê tín, là nơi ta đến cầu nguyện, cầu mãi không được, sanh ra tâm hoài nghi. Có lẽ lúc ấy nghiệp nặng phước mỏng, chưa gặp được chánh pháp, chưa gặp được vị thầy chân chánh. Và vốn dĩ Phật pháp ở nước ta không được phát dương quang đại, đi chùa gặp sư hỏi đạo vô cùng khó, nên mãi vướng mắc trong quan niệm cũ, đi chùa cầu khẩn, cầu tự, cầu tài, cầu danh, xem chư Phật Bồ Tát là thần, không phải vị thầy giác ngộ. Phật pháp có thể hại người nếu chọn sai pháp môn hành trì. Ví như có một thời gian có nhiều vị đi khất thực theo Sư Minh Tuệ, tu theo hạnh Đầu Đà, tính tâm chưa kiên cố, tâm lực chưa mạnh, thân không đủ khỏe, hoàn toàn là pháp môn không phù hợp với đa số người theo sư. Lại nữa, người ngày nay thích hình tướng hơn thích thực chất, thích chùa to đẹp, bàn thờ lớn trang nghiêm, thích vị thầy nổi tiếng, tất thảy là phương tiện về hình thức, quên đi kinh Phật và dũng công tu hành là thực chất. Phật pháp vốn không có lỗi, lỗi là do người không đủ thiện căn phước đức nhân duyên để gặp chánh pháp, để gặp thầy lành bạn tốt. Người ngày nay tham thiền tâm vẫn loạn, làm sao kiến tánh. Tu mật thì cần người thượng căn, nói một hiểu trăm, hành trì quán tưởng vạn lần cần sức định cao. Tu tịnh cần buông xuống vọng tưởng chấp trước, nhất tâm niệm Phật. Cánh cửa nào cũng khó khăn vượt qua, khó khăn vạn lần. Vậy người ngày nay tu gì? Bản thân em ngồi thiền giúp tâm đôi phần thanh tịnh, nhất tâm niệm Phật, nghe giảng và nghiên cứu kinh điển, không thể chỉ bài chư vị nên tu gì. Chư vị tùy căn cơ và duyên với pháp môn của mình, nhưng nhất định phải nghe giảng kinh. Vì sao? Đọc kinh không hiểu lý, rời xa thời kinh là tâm vẫn loạn. Ngồi thiền tâm thanh tịnh được vài mươi phút, rời xa tọa cụ là tâm vẫn sân. Với phương pháp nghe chú giải kinh, đọc chú giải kinh, nghe đọc sớ sao để hiểu lý, lý thông đạt thì tâm rộng mở, vì lý đắc tâm an. Vì thế chư vị lưu ý khi tu tập, khi chư vị hành trì thêm một pháp môn từ 3 đến 5 năm, quán xét xem mình có tiến bộ hay chưa, tiến bộ được mấy phần, cơ sở nào để biết mình có tiến tu với pháp môn mình theo đuổi. Trước tiên, hãy ngồi xuống tĩnh tọa hít thở quán xét. Phiền não trong thời gian qua đã giảm mấy phần, tham sân si còn chướng duyên hay không, còn thường xuyên nổi dậy hay không, chấp ngã lìa được hay chưa,
ngày ngày kết duyên với thanh tịnh hay kết duyên với thị phi nhân ngã. Quán xét như thế, chư vị tự khai ngộ. Tâm mình là gương soi, nương sư minh tuệ, làm gương để tu pháp nhẫn. Tâm mình hiện tại là gương soi thế giới quan, tâm chất chứa gì sẽ thấy vạn vật như thế ấy. Vì có câu tâm tịnh thì cõi Phật tịnh.